Xin chào tất cả các bạn, mình tên là Duy Anh đến từ FPT Shop. Và trên tay mình vào lúc này chính là chiếc điện thoại Coolpad Sky Mini E560. Vậy thì trong chiếc hộp màu trắng này các bạn có tò mò bên trong là gì không? Chúng ta hãy cùng nhau khui hộp nha. Đây, các bạn có thể nhìn thấy, đây là chiếc Coolpad Sky Mini E560 màu trắng. Chúng ta hãy cùng xem các phụ kiện của chiếc máy này nha. Đầu tiên đó chính là hộp đựng hướng dẫn cùng với khe chọc xiên. Hộp đựng hướng dẫn này thì bằng hai thứ tiếng, tiếng Anh và tiếng Việt, cũng như thẻ bảo hành. Tiếp theo là hai chiếc hộp được đóng gói rất là kỹ càng trong này. Một chiếc là đựng đồ sạc của màu trắng, và một chiếc hộp còn lại đựng cáp điện thoại cùng với tai nghe. Cả hai đều cùng màu trắng, rất là tông sượt tông đúng không nè. Và chúng ta hãy cùng quay trở lại với nhân vật chính ngày hôm nay, chính là chiếc điện thoại Coolpad Sky Mini E560. Một chiếc điện thoại màu trắng, và các bạn có thể thấy ấn tượng đầu tiên là cực kỳ nhỏ gọn, vừa lòng bàn tay và rất nhẹ nữa. Nếu như nhìn nghiêng thì bạn thấy độ mỏng của chiếc điện thoại này rất là đáng kinh ngạc đúng không nè. Chiếc điện thoại này hiện tại đang bán tại hệ thống FPT Shop với giá chỉ có 2.990.000 đồng. Thậm chí là các bạn sẽ được khuyến mãi một phiếu mua hàng phụ kiện trị giá 100.000 đồng. Vậy thì nếu các bạn muốn tìm hiểu sâu hơn về chiếc điện thoại này thì hãy xem các video trên tay của chúng mình và subscribe cũng như like kênh YouTube FPT Shop các bạn nha. Cảm ơn và hẹn gặp lại.